Rách đó. Được rồi đấy. Chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái phương pháp thiền định cho Phật giáo. Thiền định thì chia chủ yếu thành thiền chỉ với thiền quán. Thiền chỉ là làm ngưng tâm lại, đọc định tâm lại. Thiền quán là quán tưởng để phá cái lớp vô minh, phá cái bản ngã trong mỗi con người của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học về cái phần thiền trì hay còn gọi là thiền định. Về thiền thì nó gồm 3 phần là điều thân, điều tức, điều tâm. Điều thân là, tức là điều cho cái thân của mình nó được mềm mại, mở các gân cơ xương, gân cơ khớp để mình có thể ngồi bán ra hoặc thiết ra. Điều tức là điều hòa lại hơi thở của mình cho nó êm dịu nhẹ nhàng. Hơi thở của thiền thì rất là lắng sâu, không gượng ép, không cố tình hít vào thở ra, hơi thở rất nhẹ nhàng, thanh thoát. Điều tâm tức là an trú tâm của mình lại. Ở đây điều tâm thì có một cái bí kíp mà các bậc tổ sư đại đức ngày xưa cũng đã dùng rất nhiều, nhưng hiện nay thì không phải ai cũng biết. Đấy chính là cái vị trí của huyệt đan điền. Khi chúng ta thở được ở đan điền thì sẽ làm khí trầm đan điền và vùng não của chúng ta sẽ được êm lại, êm dịu lại, khiến cho tâm của chúng ta được nhiếp vào trong định. Còn nếu thông thường chúng ta cứ thở tự nhiên không thì cái hơi thở nó rất là thô và chúng ta thường bị động tâm, suy nghĩ linh tinh nhiều chuyện. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào từng phần. Phần đầu tiên là điều thân, điều hòa cái thân của mình, nó cho nó mềm mại. Ở đây thì Phúc Thành có một cái bài mở các khớp chân. Cái bài này thì cũng là do trong cái quá trình mà mình tu thiền từ cách đây 6 năm rồi. Thì lúc ban đầu thì cũng người cũng rất là cứng, không thể nào ngồi kiết già được. Nhưng mà nhờ cái bài mở khớp này hàng ngày và mình tu thiền hàng ngày thì sau này mình đã có thể ngồi bán già và tiến lên là kiết già, không còn bị đau đớn nữa. Nên chúng ta sẽ bắt đầu vào trong cái tư thế điều thân, mở các khớp. Đầu tiên chúng ta duỗi chân ra và chúng ta đấm hơi nhẹ mặt chân, lưu thông khí huyết ở vùng chân. Hai tay của chúng ta sát nóng này, đây là được tăng hai, sát nóng vùng chân, kích hoạt khí huyết vùng chân. Tương tự cho bên chân bên phải. Điểm vuốt đường kinh trên xuống dưới và mặt trong ở dưới vuốt lên, mặt trước trên xuống dưới. Tương tự chân còn lại. Đây là mình đã thông hoạt khí huyết xong vùng chân, bây giờ đến những vùng đầu gối này. Trong. Đầu gối. Xong vùng chân, bây giờ đến phần mắt cá chân. Mắt cá chân cũng rất là quan trọng. Mắt cá chân rất là chân rất là dẻo dai, chúng ta mới có thể ngồi được thiền kiết già. Làm ấm nóng lòng bàn chân. Và lòng bàn chân thì có một huyệt là huyệt dũng tuyển. Ở ngay chỗ lõm của lòng bàn chân này, ta sẽ bấm vào huyệt dũng tuyển, bấm vuông góc 90 độ. Giữ chặt một lúc, sau đấy nhả ra và xoay tròn từ trái ra phải. Bấm tiếp, nhả ra và dây tròn trái sang phải, làm 3 lần như thế ở mũi chân. Bây giờ đến chân bên phải, hãy mắc cái chân này, lòng bàn chân. Chúng ta sẽ có nhiều dũng tuyển. Nhiều dũng tuyển này gần thẳng đến hai quả thận của chúng ta, nó kích hoạt khí cho vùng thận và nhiều sẽ thấy rất là tê, ấm lòng bàn chân, kích hoạt hai quả thận của mình, kích hoạt dương khí lên. Bấm và giữ một lúc lâu, sau đấy bắt đầu xoay tròn từ trái sang phải. Thế là xong lòng bàn chân. Bây giờ chúng ta sẽ mở khớp gối này. Đây, ta sẽ dùng động tác này để mở khớp gối. Hai tay chống ngực phía sau này, chúng ta xoay tròn mắt cá chân, tiếp tục mở mắt cá chân này. Chân trái co lên,
xoay tròn mắt cá chân, xoay tròn bàn chân để mở mắt cá chân. Chân vào. Rồi. Giờ mình sẽ ép hai khớp hàm xuống. Ép chặt hai chân, sau cho hai chân gần chạm vào mặt sàn. Tạ này sẽ mở hai khớp hàm hai bên, giúp chúng ta bắt được cái dạng. Giờ chúng ta sẽ hít vào này. Thở ra bằng miệng. Hít. Thở ra bằng miệng. Hít. Thở ra bằng miệng. Đây là động tác để mở cho hai khớp hàm hai bên. Thì chúng ta sẽ mở tiếp vùng chân của chúng ta ở động tác cuối cùng. Chân phải thẳng, chân trái chúng ta co lên như này, tay phải chúng ta kéo lòng bàn chân trái, tay trái giữ chặt đầu gối, kéo giật, kéo này giật. Mục đích của động tác này là mở hết cái kheo ở lòng bàn chân này và mở mắt cá chân. Đấy. Sau khi làm động tác này, chân chúng ta sẽ rất là dẻo, thì chúng ta mới có thể điều khiển tiết dài được. Tương tự chân trái thẳng, chân phải co lên này. Bàn tay phải chúng ta ép cái đầu gối chân phải xuống. Tay trái kéo chân, kéo giật này. Rồi. Sau động tác này chân rất là dẻo rồi. Chúng ta sẽ ngồi xếp bằng. Về phần điều thân ấy, nếu mà đối với con gái chúng ta sẽ ngồi bán ra, chúng ta sẽ bắt cái chân trái này lên. Đấy. Vì con gái thì thuộc về âm, khi chúng ta bắt chân trái này lên, đi khoảng thận thận bên trái là thận âm, sẽ tốt cho người nữ. Ngược lại, đối với người nam, chúng ta ngồi bán ra chúng ta nên bắt chân phải lên. Bắt chân phải lên kích hoạt thận phải thận dương, sẽ tốt cho cái dương khí của người nam hơn. Đấy. Đây là ngồi bán giả. Còn sau này khi chúng ta đã chân chúng ta dẻo dai thành thạo rồi, chúng ta ngồi viết giả. Ngồi viết giả chúng ta bắt chân trái trước hay chân phải trước cũng được. Bởi vì khi chúng ta đã bắt viết giả, hai bàn thận đều được kích hoạt. Đấy, ở đây là mình bắt chân trái trước. Bắt một chân lên. Hai tay mình sẽ nốt chân còn lại. Đấy. Khi chúng ta ngồi kết già này thì cổ sống rất là thẳng, hai đầu gối đã chạm mặt sàn rồi, khớp háng đã được mở đến hai đầu gối chạm mặt sàn, nên là người rất là thẳng, rất là vững. Và đặc điều đặc biệt là khi chúng ta ngồi kết già thì bàn chân phải bây giờ đang đặt lên bàn chân trái đúng vào huyệt tam âm dao, là giao điểm của ba đầu kinh âm. Tức là chúng ta ngồi thiền một tiếng thì huyệt tam âm dao sẽ được kích hoạt liên tục trong một tiếng. Đấy là một sự thủ thắng của cái tư thế ngồi thiền kết già. Tiếp theo, trước khi tiếp tục về những phần tư thế ngồi thiền, chúng ta sẽ sang cái phần điều tức, tức là điều hòa lại cái hơi thở của mình bằng cách là phát động nhiệt lực. Phát động nhiệt lực tức là mình sẽ xái những cái tạp khí trong khí người trong mình ra. Chúng ta xem, đầu tiên sẽ hít vào hơi thật là dài, sau đấy dùng bàn tay phải vỗ vào ngực. Hít. Hít. Khi mình hít vào một hơi thật sâu như thế và mình vỗ vào ngực, đây là huyệt đản trung, nó sẽ phát động nhiệt lực khắp cơ thể làm ấm nóng toàn thân. Và khi mình ha một tiếng và cú xuống, tất cả tạp khí trong khí nó sẽ theo hơi thở miệng của mình nó được đi ra ngoài. Đấy, đấy là điều tức. Bước thứ hai điều tức là hít vào thanh khí và thở ra tạp khí. Hít nhẹ, sau đấy chúng ta chỉ cần để hai tay lên đầu gối và thở ra bằng miệng. Hít. Thở. Hít. Thở. Đấy là xong phần điều tức, mình điều hòa lại hơi thở của mình, xả những cái trọng khí trong người của mình ra. Thì bây giờ mình chuyển về thanh khí thôi để mình ngồi thiền tốt hơn.
đến phần cuối cùng của tư thế ngồi thiền, kết thúc phần tư thế ngồi thiền và chuyển sang phần điều tâm. Đây là chân của mình đã ngồi khóa kết già rồi, rất là vững chãi rồi. Đến tay, tay thì con trai là tay phải lên tay trái, và con gái thì ngược lại là tay trái lên tay phải, bởi vì đấy là theo chiều thuận của âm dương. Con trai thì về phần dương bên phải thì mình phải đặt lên trước đấy. Ví dụ như mình bây giờ mình đang đặt tay phải lên trên tay trái đây đấy. Đây tư thế ngồi thiền, chân khóa kết già, tay kết ấn kim cang thọ bảo, tay phải hai đầu ngón tay cái chạm vào nhau như này. Nó nên để này, nếu để này thì tay vẫn bị cứng, nó sẽ để này, cổ sống thẳng, đốt sống cổ thẳng. Chúng ta tránh trường hợp ngồi này, chúng ta phải ngồi này thì sẽ không bị thoái hóa đốt sống cổ. Mặt mỉm cười nhẹ nhàng, đầu lưỡi của chúng ta sẽ chạm vòm họng trên để kết nối mạch nhâm đốc trong cơ thể. Đấy. Mạch nhâm là đi mặt trước cơ thể đây, mạch đốc là đi đằng sau lưng. Đây là hai kinh mạch chính quan trọng cơ thể. Khi chúng ta ngồi thiền, chân đã khóa kết già, tay đã kết ấn kim cương rồi, mà lưỡi lại chạm vào họng trên nữa thì cơ thể chúng ta thành một mạch điện kín, kết nối được nhâm đốc trong cơ thể. Đấy, đầu lưỡi chạm vào họng trên ở gần chân tăng cường. Ánh mắt của chúng ta thì ánh mắt thiền định, không bao giờ nhắm hết. Nhắm hết thì rất dễ hôn trầm buồn ngủ, mở hết như thế này thì dễ bị động tâm. Chúng ta sẽ ánh mắt khép hờ, chỉ mở 1/3 thì xuống phía dưới rất là nhẹ nhàng. Khuôn mặt thì tươi vui mỉm cười. Đấy là về kết thúc về phần tư thế ngồi thiền. Bây giờ cách điều tâm như nào để ngồi thiền không bị vọng tưởng, ngồi như nào để đạt được định, cái này thì cái rất là quan trọng nhưng ít nơi phổ biến. Đây là một phương pháp của các bậc tổ sư thiền thức từ ngày xưa. Đấy là chúng ta phải chú ý đến vùng đan điền. Đan điền là một đại huyệt dưới rốn 4 phân, có một vòng tròn màu đỏ là huyệt đan điền. Đang ngồi thiền chúng ta nhất tâm vào trong đan điền. Bước đầu tiên chúng ta điều tâm, ta để ý vào vùng đan điền này, thở tự nhiên và để tâm vào vùng đan điền, vùng dưới cách rốn 4 phân. Bắt đầu nhiếp được vào đan điền này, mình ngay lập tức cái huyệt bách hội trên đỉnh đầu này nó sẽ rất là xoáy, rất là mạnh, nó luôn sang số 7 về trí tuệ của chúng ta. Khi bách hội đã xoáy thì mọi vọng tưởng suy nghĩ nó tan biến ngay lập tức, chúng ta sẽ nhiếp được vào trong định. Và hôm nay chúng ta sẽ học hai cái pháp ngồi thiền ở trong 6 pháp lục diệu pháp môn. Ngài đại sư Chí Khải thì ngài thuyết ra lục diệu pháp môn là 6 cái phương pháp thở huyền diệu. Thì ở đây ở một cái mức cơ bản mà chúng ta chỉ có thể học trực tiếp, học gián tiếp trên video thôi. Chúng ta chỉ học hai pháp là sổ tức và tùy tức, còn những pháp tiếp theo là trì tức này, quán tức này, hoàn tức, định tức, những pháp đấy thì chúng ta nên học trực tiếp thì nó sẽ tốt hơn. Pháp đầu tiên sổ tức này, sổ là đếm, tức là hơi thở, sổ tức tức là chúng ta dùng cách đếm hơi thở để điều hòa ở cái thân tâm của mình, nương tựa vào hơi thở để điều hòa được tâm. Ta sẽ thở như sau. Ta hít vào thấy vùng đan điền của mình, bụng phình ra, thở ra bụng xẹp lại, hơi thở đi qua đầu mũi, chúng ta đếm số 1 ở đầu mũi. Tương tự, hít vào đan điền, bụng phình ra, thở ra bụng xẹp, hơi thở đi qua đầu mũi, ta đếm số 2 đầu mũi. Hít vào đan điền, bụng phình ra, thở ra bụng xẹp, hơi thở đi qua đầu mũi, chúng ta đếm số 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho đến 10. Điểm chú ý quan trọng là khi hít vào mình chỉ cần thấy cái vùng bụng của mình thôi, thấy đan điền và bụng phình ra, thở ra thì bụng xẹp lại. Khi thở ra chúng ta chỉ cần để ý đến đầu mũi của chúng ta thôi, mà đếm số ở đầu mũi 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho đến 10. Cái đầu mũi nó rất là quan trọng, nó chứa rất là nhiều sợi dây thần kinh. Khi mình nhất tâm được vào trong cái đầu mũi ấy, thì tâm của mình nó sẽ được định. Mỗi lần mình ngồi thiền và mình nhất được cái đan điền với đầu mũi này thì con sao số 7 sẽ chói sáng, con sao số 6 ở ngay giữa trán này cũng sẽ chói sáng. Tâm nó rất là định, nên ngồi thiền nó không bị vọng tưởng, đếm nó không bao giờ bị nhầm lẫn cả. Đấy chính là cái bí kíp ở trong thiền định. Ta sẽ ngồi thực hành một chút.
vào đan điền, bụng phình ra, thở ra bụng xẹp, hơi thở đi qua đầu mũi, đếm số 1. Hít vào đan điền, bụng phình ra, thở ra bụng xẹp, hơi thở đi qua đầu mũi, đếm số 2. Tuần tự cho đến 10. Bắt đầu. Và nhớ gương mặt luôn luôn mỉm cười an vui. Rồi, trong bước đầu từ ngày nhận định thì số thức này mình nên luyện ít nhất là tầm 2 tuần, mình chỉ chuyên niệm số thức thôi. Khi nào thành thạo không bao giờ bị nhầm lẫn hơi thở và cảm nhận được rõ đan điền ở đầu mũi thì chúng ta sẽ chuyển đến pháp thứ hai là tùy thức. Tùy thức là mình theo dõi hơi thở, tùy là theo dõi, tức là hơi thở, mình theo dõi hơi thở. Lâu nay thì chúng ta thường nghe thấy là theo dõi hơi thở này, hơi thở vào biết hơi thở vào, hơi thở ra biết hơi thở ra, thì đúng là như thế. Nhưng mà chúng ta phải biết cách, chúng ta sử dụng các đầu mút, các điểm mút ở trong cơ thể thì mới có thể theo dõi hơi thở tốt được. Ba cái điểm mút để theo dõi được hơi thở là đầu mũi này, vòng họng, họng của chúng ta ở đây và đan điền. Nó theo dõi tốt được ba vùng đấy thì sẽ theo dõi được hơi thở và tâm nó được định. Và chúng ta mà cứ hít vào thở ra theo một cái quán tính mà chúng ta không có cái đầu mút nào để theo dõi cả thì tâm rất là dễ bị loạn. Đó là lý do nhiều người tu thiền mà tu rất lâu nhưng mà không thể tiến bộ được. Đấy. Thì cách theo dõi tùy thức như sau: hít vào chúng ta thấy hơi thở đi họng xuống đan điền, thở ra hơi thở từ họng ra đầu mũi, đếm số 1. Hít vào họng đan điền, thở ra họng đầu mũi, đếm số 2. Chúng ta phải tiếp tục đếm số hoặc là không đếm cũng được, hãy tùy theo mỗi người chúng ta. Hít vào nhá, hít vào thì đúng ra là hơi thở nó sẽ đi từ mũi này, họng này xuống đan điền này. Nhưng mà để cho hơi thở nó vi tế thì mình chỉ cần quan tâm đến cái họng với đan điền thôi. Hít vào mình thấy hơi thở đi này, họng này, đan điền này. Thở ra hơi thở họng, mũi. Hít vào này, họng, đan điền. Thở ra họng, mũi. Đấy là cái cách theo dõi hơi thở rất là khoa học để giúp mình định được tâm. Hít vào thì nó chiều hơi thở đi từ họng xuống đan điền, thở ra thì mình không cần phải theo dõi từ đan điền họng mũi nữa, bởi vì như thế nó sẽ bị trào ngược, nó bị ngược khí. Chúng ta khi thở ra chúng ta chỉ cần theo dõi họng này, mũi này, hít vào này, họng, đan điền, thở ra họng, mũi, tâm chúng ta cứ nương tựa hơi thở qua cái đầu mũi này, nó sẽ thực hành tùy thức một lúc. Hít vào họng đan điền, thở ra họng đầu mũi. Hít vào họng đan điền, thở ra họng đầu mũi. Bắt đầu. Chúng ta sẽ bắt đầu thực hành ở nhà lâu dài như thế. Sau khi ít nhất là 2 tuần chúng ta thực hành số thức thành thạo rồi, chúng ta sẽ thực hành thêm tùy thức theo dõi hơi thở. Thì tâm của chúng ta nó rất là định. Một điểm quan trọng nhất là cái sự an vui. Tức là ngay khi ngồi và khi ngồi xong chúng ta thấy cái tâm nó rất là an lạc, thân nó rất là sảng khoái, vừa tăng trưởng, nâng cao về mặt sức khỏe và tinh thần rất là phấn chấn. Đấy, thì chúng ta sẽ có được cái sức định ở trong thiền định. Đấy, phương pháp sổ tức và tùy tức, hai hơi thở đầu tiên ở trong 6 hơi thở dùng giữa pháp môn và đại sư chính đạo.
Thì hôm nay thì cũng phải hướng dẫn chúng ta sơ qua như thế về hai thực. Bây giờ đến phần xả thiền. Ngồi thiền xong thì chúng ta phải xả thiền để xả hết những hơi nóng, sức nóng khi mình ngồi thiền và xả những cái trọng khí trong người của mình ra. Lúc đầu vào thiền thì mình điều thân này, điều tức, điều tâm. Thì bây giờ mình phải xả ngược lại, điều xả từ tâm đến xả tức và xả thân. Xả từ tâm là chúng ta nhìn vào đan điền, để tâm vào đan điền, để định tâm, chuẩn bị xả thiền. Nhìn vào đan điền, chuẩn bị xả thiền. Sau khi tâm mình an trú tại đan điền rồi, khi ý huyết tụ tại đan điền rồi, thì chúng ta bắt đầu xả hơi thở. Chúng ta làm lúc nãy phát động điện lực, hít vào một hơi thở sâu, vỗ ngực, thở, hít, thở, hít, thở, hít. Bây giờ thở ra bằng miệng. Thở miệng. Hít. Thở miệng. Thế là mình đã xả xong về phần hơi thở. Để xả về phần thân này, thân đang ngồi tiết ra thì mình sẽ thả xả cái này. Mình sẽ xả nóng lên để làm nóng nóng vào bàn tay. Áp vào mắt. Áp vào mặt. Xoa mặt. Lượt hai, áp vào mặt, xoa mặt. Lượt ba, xoa. Đấy, đây để làm ấm nóng một mặt, giãn lại hoàn toàn khí huyết của mặt. Tiếp theo trước mắt, nháy mắt động thần, xoay cổ trái phải. Trên dưới sẽ tròn từ trái ra phải, phải ra trái, rung động toàn thân, săn nóng, xả vùng tai này, xả vùng gáy này, vuốt gáy, của xoay cổ của vuốt gáy, hít thở. Vuốt cổ, xả vùng vai, xả nắng này, tay chúng ta để ngửa này, vuốt từ trên xuống dưới, mặt ngoài vuốt từ dưới lên trên theo đúng đường kinh của cơ thể, tương tự tay phải. Xả khung mạng sườn, và xả phần thân trước, phần trước và phần sau. Giờ mình sẽ xả cái vùng đằng sau, giờ sẽ xem. Phần thắt lưng ra phía sau này là việc mạch môn, nó trên sân vùng 10 cm. Đây là mạch môn. Mạch là sinh mệnh, môn là cửa, cửa và sinh mệnh của cơ thể. Nó nối, nó cung cấp khí cho hai quả thận ở hai bên. Nó sẽ để tay như thế này, tay phải chúng ta để đây là giật vào việc mạch môn. Và tay trái nắm qua tay cái và tay phải săn nóng mạch môn. Hai quả thận ở hai bên, ta sẽ vỗ thận. Sau đây chúng ta sát nóng thận. Kéo ra chân để chuẩn bị xả vùng chân. Đấy, sau khi bàn chân chúng ta đã ấm nóng, đã xả chân rồi, chúng ta sẽ dùng hai tay bắt chân xuống. Và bây giờ một phần quan trọng là chúng ta sẽ xả cho cái chân này là hết tê mỏi, bằng cách
hai lòng bàn tay trên hai đầu gối này, thì ngón trỏ và ngón giữa chúng ta tìm ở hai điểm lõm, hai bên cái cạnh xương này, nó có hai cái huyệt. Đấy, chúng ta sẽ bấm được hai tay vào.